hình đi, tao quay vậy chụp đi. Cho tao một lần nữa. Chụp rồi gửi vô nhóm dùm. Tối, đồng chí cũng dụ dỗ lên cho bác sĩ cá anh một con, một loài cá rất quý. Bác khen cá con và chờ đồng chí tu về ăn. Miếng con bác sĩ chia sẻ cho tất cả mọi người. Sẽ hiểu ăn không sao, không thấy nó được cả anh liền nói. Ngoài kia đồng bào tao bất phải kiếm ra làm cho con. Đã không phải là vua đâu mà cũng với tiên cứ ăn gì hoài. Suối, các hồ là thế nào đó, cả cuộc đời bác sống vậy.